quỷ luật lên trang tai ơi em đã nỉ ngày nó rỡ rằng mặt làng ngã hớt lùi đời vừa ha dùng anh thôi tập mượn cho bùn hay cảm ơn đã cây tầm mà lòng chàng ngày nọ yên thọp mà niên hương vàng un ca mà ơn đại cầu ni ơi ngã đà thông rồi chuyển đi cầu hô ca ca thôi đi lên đây giờ hỏi bà nên thư câu bà cũng ngày hỏi thì ơi vô dùn na ơi đồ ha điệu ha dâng bạc bơi bộ cho ra dầu bữa mà bay thì bữa mơ lượn cành nhớ chanh hỏi thầm bố mẹ quay lành đang chẳng ai buồn cô cảm ơn cái tâm mà lòng nàng nâng ha li hoa nâng ha li lưỡi nàng hỏi xong là giàu nơi hỏi thăm bố mì nhà trang cùng ăn quê ở quê mẹ nhà trang như đôi hà ra giàu thế ùn mắng vui làm đầy trang bù mì khỏe mình làng đôi hà đã giỏi cậu đi ùn rõ rồi trang được dựng lại cho chàng ơi em với anh ngùn ơi lăng lăng mà nghe lòng lời anh hoài như sẽ mà tầm hư tính thì em với anh ơi đừng lặng lặng câu lời đâu nghe ơi anh nhận sinh nhà un sinh ngàn mây mười mười năm mày ha nữ mày người tắc vọng đã giàu nơi mày người đón độc quan công mày người nhỏ si đứng ở trong đã hồi giả tay mày người cả chị hai mày người un rồi mày người un dù đã giàu nơi cảm ơn mà cây tầm
lòng chàng yên thương hoài ùn mang nàng đã bụi đại thì ai ngã ơi má lăng lăng chờ má nghe những câu ùn hớ bố nó trẻ mà bảo nó nhọn xin xin an hà lỡ người mù nam mù nữ là đâu tiền lại nga ùn đã xây dựng gia đình còn cháu gì ở mô mình đã mô thần lại cảm ơn cái tâm lòng nàng ùn đã bộ ro cho chàng đã thông đã giàu nuôi ùn ra sau gì nhật na nhà nhà đi cũng ha sau có là đem đôi con chẳng nang thì chàng ùn nó ước bờ kỳ đã cặp yên à rồi hãy yên à thế à thì à tiếp mà tục mà bộ thôi đi à bao kết hạ nghĩa thế nhà đôi chỉ là ùn hay thế ùn đã nhất chỉ đỡ chàng đời hà tiệp mà hỡ tu cà đồ hê mà tiệp à theo à vui gọi thế thì ùn hỏi đi thôi đời hà tiếp hoa tung mà câu à lời đưa đi chơi ra giàu hỏi à thầm mà cô lò đã mấy khăn bà thầm mấy hột đùa bằng mấy đùi ngôn à ơi á bố rõ cùng hà răng địa bao thực hà tới cho làng nó ngó theo nó giàu hà ùn à hoài á ùn à mạng á cha mời nữ anh thì bố cho tôi mời nhân sinh nhà anh chỉ có một mình anh cho anh chưa vừa có mình bơ vơ ra giàu thân là em chưa vợ mà chưa con khẩu bảy tuổi nữa mà đang con chơi xuân đã giàu nhà em mà chỉ có mô mình bọn mê phải chi
dân là anh bố mì mà chẳng chịu nó mặt nó đi rì vai nó mời nhà đi anh là con đưa bố mì à kể ăn à ở vơ đu à mưa la la nằm à hoa chữ có nó khiến à vơ ủn à ơi à ình à ni bữa sau à mà bữa hẹn à trò đình chẳng ngay à râm mà ngò lên ơi cùng cha chữ bỏ ý thấy đẹp cô nôn hà là bên đa mã ôm có đồ trăm chủ đa giỏi nga nì la tầm mà ưa ý hợp mà quả đang ai rằng lời sẽ đặt na đinh cho nàng cặp mày đã giàu nơi hậu na đi thấy đẹp thấy doan thầy cao giòn giòn lòng lòng un mang ngựa đại nghe ni sau làm mà ồn nà ơi bần à ngay anh vai nập mà bao à có luộc à hôm sổ hà lấy nhà mới bỏ xa đi dùng đây à thì à anh phải nộp báo có chậu à điều nộp chung có cô ngày ngà có hàn chăng chăng thường nhau đều nộp mà đợi có đầu thủ ha lại mê nhà mới do ta đi dùng nay bầu à răng thần minh nhớ là còn đã rõ vài ngày hạ nập mà tròn co cho bụi ra dầu nơi thường nhau mê nga chung hoa cụ chăn lùi à chăn hà chùi mình cũng đạp đôi mình hứa cùng chung đa giỏi nga hơn còn răng bó lừa ùn na ơi một nhà khi chẳng ngã chế sau mày nhà nghèo nhà đi quyết na đinh bánh mèo nuôi nhậu đã giàu nơi thế un mang mừng làm đỡ chàng từ này mã ngược đã có chàng thay nhà đùi đã giỏi ùn à quên bao mì ùn à ngày ngày nay đi hát mà thời cặp mình ra ùn nó hay hạ ùn à đi đã điên thoại về nhà à mẹ ùn mày ní có em à rồi à em à
thì thi hát dù ngờ bài chim mà thủ này quyết đình đi vừa nhà em đã giờ nó tệ lá nhót chỉ đỡ chàng thủ thì áo ùn còn nàng má về trời ơi một giờ khi thương ngàn này nhà rồi đừng có nửa đoạn nửa vời mà khô hình đã giàu nay ùn à chăng má nửa đoạn nửa vời ùn à khủng mãi cả đời má cũng hãy ngã đại ngã ngôn ơi thương hình mà đã cả đời đừng mà lỡ lưng nửa đời khổ thân anh làm một nay thương ún thương làm đã thương nôn chẳng thải còn đun bồn lên thầy ơi câu ni xếp lại một nhà bi còn một nhà cậu hô nữa thôi hỏi thăm con là ổn ơi thì em má hỏi tiệp với chàng hỏi xong mình tiệp bắt đu cả con đường mà đi lên ơi giỏi hồn ơi lắng lắng mà nghe lắng lời anh hỏi như xe mà chạy đường ùn ní đang trực đang chờ chờ cầu anh hỏi ùn trả lời cho anh rồi hãy làng ùn mấy khà bao làng đồng tây nam bắc nhân đang đi nó thì bồi hãy hỏi đi hỏi tần nói to hỏi điều riêng tí hãy có nó đến để nhà ơi ơi ngồi đang khá mà thôi đưa má bao tầm hoài ngã phải đã răng ngơ tần răng ngơ to đủ hà bộ hứ tần bộ to cho yên cùng ngày nghe nhà ni ơi thật nói xa đi bao thức tề mặt làng nhà mình nó giờ ơi vòng khi đi chờ vừa hăng đi bao đáng cả bao nhà nàng ngồi trời được khi un bố em rơi un ở bình em ngày đó bao trời rơi ai em ngày nó em bao đến xóm đến làng đi em điện thoại
nàng đón hình chung này thì thi anh thống cam mặt rồi mặt lang mặt sau mình thôi chỉ bữa là chuỗi ra giàu nơi câu ni đã thống rồi ủn còi chỉ nữa mà thôi đưa đi chơi đã giàu nơi thì tôi à già nó có hẳn hình ơi đủ mình ngoài đủ nghĩa đủ tình mà đi chơi đã giỏi bây giờ hết hạt kết tình đưa xịt na việc mà rồi đi chơi khắp lùng khắp làng bầu răng mượn ai mà đẹp lắm mà thôi chớ nôn chọn điện dùng đồ thăm đôn mượn ai không lại còn răng chỉ nữa ủn na ơi đưa kết na nghĩa kết tình rồi đi trôi ra giàu nơi thì anh là con đợt mà đứa mượn thì ai chỉ cả ba đường đưa ủn đi bây giờ kìa mưa tình mưa yêu kìa tình đi chơi đã giàu nơi hãy răng đưa lại chàng đường đi dùng gia đình mà đôi bên có hàn chăng chăng bảo tình vai kề mở tình mở yêu đưa hà chung tình mà đi chơi thế là ơi an đây nga đi ắt được đâu hồn thơ hễ đi khẩu với giỏ anh ơi má đi chờ với ơ chàng mà mùa đào hạ lá lại mà chế đang đâu là đi không giỏ anh thì bây giờ ôn kề mưa là tình hải răng ôn na kề mưa là yêu mà ơi cho cha thì ôn na mới đi mà cỡ đó thì cầm anh ở bàn thì lòng anh ở đại anh nguồn ơi lắng lắng mà nghe lắng lời nhớ kỳ như xe mà vào lòng thì anh ở kế với đây nga ơi đừng lặng mà thiêng lặng lời đỡ un nghe với ai nga ơi ngủn ơi lặng lặng mà nghe
lặng lưỡi in ha kê như xe mà bảo long một tinh ngã chiếu trai màn nở chia hay tinh chờ đời đêm khuya mà lạnh lùng bà tinh lạnh đào vợ trong buồn tinh chỉ thăm giao thông là một nhà rằm tinh ngã vũng ngã vù ai hoa khẩu tinh thiệp ma đa đôi đa nên đôi đa giàu nơi bày tinh ngã đường xa xa xôi ở ta mà tinh ê nhà kê khúc nhồi ra hồi chỗ nàng chín tình nhớ thiên tạc đà vàng mưa tình ê nhà quyết lê nàng ngã nàng ơi đã giàu nay mưa tình ai nhà kề xóm đôi ồn đời tiệm ha túc mà đời mưa dầu ra giờ ồn nơi cảm ơn má cây tầm mà lắng chàng hiện đã không biết là ở đâu nữa kìa à kể hết mưa tình un mang ửa rơi hệ ngã nhưng un chẳng mai kể chàng ngày anh vừa lên cái lúc chín giờ kể hỡ dù un nàng có ngày này vui hệ ngã chàng chàng ăn chi ủn na ơi anh yêu phải có mà rơi người yêu yêu anh ủn hay nhưng mô mưa mô khác anh ơi dù có thiếu soạt nay anh thôi thông trò cùng ngày anh chẳng lo điều để un nà ơi thiếu nó hà bố đi mà thôi điều thông giờ un ơi thì anh kể hết mưa tin đâu un chín đáp lại còn nay mưa yêu đài anh thì bố vợ chi ủn na ơi anh đang anh a đôi anh hát chớ lối em mà giờ nó ơi một nhà yêu đã cơ bản mưa hạt mà yêu tình nga để thật là có duyên hay anh mà yêu mà lũm đồn thiên bốn yêu ăn nói dịu yên con yên ơi trăm yêu un cưới miệng dâu khâu yêu un cưới áo nâu là cho cha mày yêu chúng xóm chúng làng tham yêu chúng mù còn đang đeo đi ơi chín yêu na quyết vợ chồng mưa liều
chúng mồ cảnh đôn bon chầm ơi mưa yêu kế sáng rơi chỗ nào thiếu cho nay tôi bố chung cùng ngày rằng xa nhà đã yêu hà rồi mỗi nơi mỗi kha kha thời điều mũi chung ra để nguồn ta ơi hà thị à mê nga kê tơ nghĩa mà kê tơ tình nga bởi giờ hà đi dùng gia đình mà bên với gió nga hơn còn răng nga chi nửa ồn nga ơi đùa xin vẹp mà rồi đi chơi ra giàu nơi thì là xin vẹp bay ở trang xin sóng cọt nó bược đàng hoàng mà đi chơi vui giỏi xin vẹp các bạn ngồi chơi đưa tôi dẫn dặn bạn đời đi chơi mà lụng la chỉ na pè pa các bồ mệt lòng ở nhà được còn hà cọt nó bước theo chàng đỡ về cha bồ mê xin vâm cái nhớ chỉ tròn nhà đồn đi dùng con người vương xa hồi ngày đi xin phép mà các bạn mà để hồ ngồi đưa tôi theo bạn hình trang mà viên trà đại bạn xin vẹp đã xin đã rồi ồn ơi chuyện bi mà rồi đi theo em ra giàu nơi thế em đi được vậy ở trang được chọn bi đàng hoàng đưa đi theo với giỏi ngôn ơi cấm thù mà với non cũng nắng mau mà tiếp mà tục đoạch đảng đi theo ý giờ tại chiều âu nó có mơ nòn đang ở hoang khàn bịt ớt lột đôi đầu đỡ un đi rơi hải chân đâm anh bước giờ đi bây giờ đi cửa cài đã lon có con hình bước rò mà dọn đi theo ý giờ ồn hay thì mê cửa cài đã mình loan cửa còn ùn ở bước theo chàng đỡ đi chơi ơi ngùn ơi màu má bước chân cho lên địa xa khỏi cửa mà theo hình mời
cũng hay. Anh ơi có mơ lệ thay nàng đời mà dịu dạt nụn nàng đỡ đều đi cô ngày ùn lá cây mò là khạc lang cho tình chẳng mặt nó khá mặt đàng đã mà đi đại bây giờ lực cửa nhà chàng có đang kha ùn nàng có đi những người đàn nó một nhà đang nó vừa mà tự do một nhà đang nó lệt lưu câu chung ra ùn nó hay ùn là người là đỡ cha đi ất lược đâu nàng đi theo cô mày thì đi đi xa cái nàng cả làng đỡ đường à đi vừa nhưng đang câu chung ra dầu nơi thì em đi với đây nga ơi em ơi cứ bước đùn thơ bước khẩu với em lược khi đi qua lùng qua làng ùn ơi ngắm cảnh nhường đàng nó đẹp mà tươi ra giàu ơi đi hôm nay thấy đẹp đỡ chàng chẳng mặt bổ đạch từ là lang chị em buồn làng đi cũng đẹp mà cũng xinh làng xóm ha nó đạch là làng bay chim ra dầu nơi ni má la trồn bay chim mà cho tìm u nó đền đơ thì má na em à ra dò em à con à răng ngã bó nửa ùn na ơi đã chim mà ăn hà thôi điêu đi đâu nó thế à em đi với đỡ trang ủn cầm nhói áo em trang đỡ đi khâu với em đình nhà đi qua sò mà bài chim mà đồ ha đi hết na dọc mà rồi vừa câu chum ra dầu nơi vừa đi vừa ngắm mà cảnh nhà đô nhiều cờ bọn ha mai cuốn thời tắm ma quan ra dầu nơi hở đi un đi thấy đẹp đỡ chàng hà là bìm mã ca thời hàng có lời xin đại có là đi la lùng la làng trùng cờ tỏa bóng cho nàng ngồi chơi ra dầu nơi.
thấy có bóng ở gió những thứ dàn nó khắp mà thôi mình cứ tiếp đi ở gió anh băng đi đinh tròn ngã mà ngã ba địa qua xa chứ mây là nó bụi đã dầu nơi à ni mà thấy khả ngã ba chẳng mặt đi thuộc hay đang đi lên em bụng cô đã đi đường thằng mà cho gần địa quân phụ ban thời bao trời trong trường này thế là đi với đỡ trang đừng mà ở mãi vừa đang mặt lửa đã giỏi hơn thì đi chân đâm anh bước rùn ràng xảy chiều cầm chắc thầy đang đều đi ra giàu nơi anh thương dắt lệ đau cô đừng để lạc khả lạc đường mà thương em mà cũng hãy hơn rồi ha đang đi vừa còn đường đi lên đang khả mời là câu chù mà ra ni ma la chồn câu chùm ma địa dưới ẹt na ở nửa bao đỡ la lang chi à em buồn cô địa na địa lên đang cả câu chùm ồn ơi ngậm canh mà rồi tắm khoan đi ồn nay cậu ni mà thấy đẹp mà cô nôn mà có khổ có hoa luôn thì thôi đi và tươi đã giỏi nga quang cảnh nó đẹp mà vô cùng ồn ơi đừng hà lại mà thôi mà ngó đi ra dầu nữa ồn đi ngó thôi chờ cầu đi nếu rụng chuồng yên thì vô ta chẳng đã giỏi nga đà răng dò nhau mấy núi cùng treo mẹ không cùng vượt mày đèo cũng qua thương là muốn nay thì... nếu mà đi câu nó khổ định đi chẳng mà rụng xuống anh thì cầm thấy em ra giàu nơi thì em dắt lệ un cô đừng đưa chết đam vừa vô mà ta khu cũng hãy là đó có ăn uống na ơi nhà thượng
un nan thì anh tới với đách đi un nói thì anh đã chớ un với chàng ở quả khổ chàng bên mà về nhà chàng mang nghi người với giỏ anh thì thi bày ra nhà bào đình nhà ni thời gian có hàn với thì nghi ngơi đã giàu na hay thì là ai ăn đây ngã hơi đổi hà nghĩ nhọc cuồng đời mình tiếp theo ở giỏ em còn răng bò nửa ủn na ơi cuồng này tiếp ma túc mà con đường ha đưa ma đi đa ủn nó ơi thế là mình chụp là mình chào hay mình hẹn lại khi nào mình tiếp theo ở giỏ anh bây giờ anh chúc mà anh chào đưa tiếp tùng lục nào cũng đi giờ thiên về bồn là câu thư cầu hà thường đã cầu nhớ cầu chờ má cầu mong cũng ngày nghe nhà quê anh chục nguồn dày chuyên đình khi mà như anh liền trong kia đã giàu nay cảm ơn anh chục đã giới chiên ủn lý cầm lê quang liền đã bao kẻ là ơi anh ơi nhà quê anh chục nguồn đồi hát lắm đến khi ôn nhớ anh nằm trong say giờ cảm ơn đã anh chụp đôi làm khi nó ôn nhớ anh nằm trong say ơi anh